Chào mừng các em đến kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy xin dạy các em là bài tập trong buổi bài tập toán lớp 4 sức kết nối tri thức của cuộc sống. Trong lúc xem bài giảng, Thầy Liêm các em hãy hiện. Các em sẽ bấm và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Giờ hôm nay mình sẽ làm tiếp bài tập của bài 46 tìm số trung bình cộng tiết số 2 trang 33. Trước mình sẽ làm câu số 1, viết số kết hợp và mỗi ô hình tròn. Viết số ghi ở hình tròn sẽ bằng trung bình cộng của các số ghi ở hình vuông. Thầy sẽ tính nhé phía dưới này. Như vậy số hình tròn chính là trung bình cộng của các số ở xung quanh ở hình vuông. Thì như vậy mình sẽ lấy ba số này cộng lại chia cho 3 sẽ ra số trung bình cộng được. 21 cộng 23 cộng 25 tất cả chia cho 3 là số. Mình sẽ tính trong ngoặc chứ. Mình sẽ cộng 3 số cùng một lúc luôn cho nó nhanh nha. Mình sẽ lấy 3 số hàng đơn vị, 1 cộng 3 là 4, cộng 5 là 9, viết số 9. Hàng chục 2, 4, 6, viết số 6. Giờ 69 chia 3 viết lại. 69 chia 3 mình sẽ chia nhẩm luôn. 6 chia 3 được 2, viết số 2. 2 x 3 là 6, 6 chia 6 bằng 0. 2 số 9, số 9 chia 3 được 3. Như vậy kết quả sẽ là 23. Giờ tiếp theo là câu B. Số ở đây chính là trung bình cộng của 5 số đây. Như vậy mình sẽ lấy 5 số này cộng lại giờ tất cả chia cho 5 thôi. 12 cộng 14 cộng 16 cộng 18 cộng 20. Tất cả chia cho 5. Ở đây có tất cả là 5 số thì mình thấy là số ở giữa là 16. Số này là bé hơn 2 đơn vị, số này lớn hơn 2 đơn vị. Số này bé hơn 4 đơn vị, số này lớn hơn 4 đơn vị. Như vậy chắc chắn trung bình cộng của 5 số này chính là số 16. Đúng không? Giờ thầy sẽ tính từ từ để cho các em hiểu nha. Thầy sẽ dự đoán chính là số 16 nha, xem có đúng hay không. Nhưng mà sẽ tính trong ngoặc chứ. Mình sẽ lấy 10, 14 cộng 16 đi, hai số này cộng nhau tròn trục nè. 14 cộng 16, 4 cộng 6 là 10. 1 cộng 1, 2 khi 1 là 3, 30. 14 cộng 16 là 30. 12 cộng 18, 2 cộng 8 là 10, viết 0 nhớ 1. 1 cộng 1 là 2, 3, 30 luôn. Cộng 20 viết lại. Tất cả chia cho mình. Giờ 30 cộng 30 là 60, 60 cộng 20 là 80. 80 chia 5. 80 chia 5 mình sẽ chia nhẩm luôn. 8 chia 5 được 1, viết số 1. 1 x 5 là 5. 8 chia 5 được 3, hạ số không xuống được 30. 30 chia 5 được 6, như vậy chính xác. Mình ra được, mình sẽ dự đoán chính xác chính là số 16, đúng không? Như là mình xong câu số 1, câu số 1 kèm hiệu bài, xong khích video hệ bước kèm hiệu bài. Giờ tiếp theo là câu số 2, phân bạc chữ đặt trước câu trả lời đúng. Chú Lân có 6 chai nước nắp màu xanh và 8 chai nước nắp màu trắng. Các chai nước đều có chất các chai nước có nắp màu xanh chứa tất cả là 1.320 ml nước. Các chai nước có nắp màu trắng chứa tất cả là 1.480 ml nước. Hỏi trung bình mỗi chai của chú Lân được bao nhiêu ml nước nha. Thầy sẽ tính nhanh phi này. Như vậy chứa hết mình sẽ tính tổng số chai chứ. 6 chai nước nắp màu xanh và 8 chai nước nắp màu trắng. Mình sẽ lấy 6 cộng 8. Tổng số chai lại. Như là 6 cộng 8 thì sẽ bằng 14. Đúng không? Như là 14 chai. Tiếp theo là mình sẽ tính tổng số ml nước. Mình sẽ lấy số này cộng số này. Tổng số ml nước. Lại. 1.320 cộng cho 1.480. Giờ mình sẽ tính nhẩm luôn nha. Mình sẽ lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị, 0 cộng 0 bằng 0. Hàng chục 2 cộng 8 là 10, viết 0 nhớ 1. Hàng trăm 3 cộng 4 là 7, khi 1 nhớ là 8. Hàng nghìn 1 cộng 1 là 2, 2.800 ml nước.
Bây giờ mình sẽ tính trung bình mỗi chai của chú Lưng được 60 lít nước là. Thì mình sẽ lấy số này chia số này. 2.800 mình sẽ chia cho 14. Mình sẽ chia nhẩm luôn. Mình sẽ lấy 28 chia 14 sẽ được 2. Đúng rồi. Giờ 2 số 0 chia 14 thì bằng 2 số 0. Kết quả là 200 ml. 200 ml chính là đáp án C. Như vậy câu số 2 mình sẽ chọn đáp án C nhé. Tiếp theo mình sẽ làm câu số 3. Câu số 3, ngày thứ nhất bạn Nam đạp xe được 1.500 m. Ngày thứ hai thì bạn Nam đạp xe được nhiều hơn ngày thứ nhất là 500 m. Hỏi trung bình mỗi ngày Nam đạp xe được bao nhiêu mét? Giờ như ngày thứ nhất thì bạn Nam đạp được 1.500, ngày thứ hai đạp nhiều hơn. Ngày thứ nhất là 500 m, nhiều hơn thì mình lấy số này cộng số này thôi. Như vậy tí mà trước hết mình sẽ tính xem ngày thứ hai Nam đạp xe được bao nhiêu mét trước nhé. Như là giải thứ nhất sẽ là ngày thứ hai. Nam đạp xe được số mét này. Như vậy là ngày thứ hai Nam đạp xe được số mét là mình sẽ lấy 1.500 cộng cho 500. 500 cộng 500 là 1.000. 1.000 với 1.000 này nữa là 2.000. 2.000 mét. Giờ đề bài hỏi cái gì mình trả lời cái nấy. Đề bài hỏi là trung bình mỗi ngày Nam đạp xe được bao nhiêu mét thì mình sẽ bỏ chữ hỏi đi. Hai chữ bao nhiêu bằng chữ số, mình trả lời là trung bình mỗi ngày Nam đạp xe được số mét là. Như là trung bình mỗi ngày Nam đạp xe được số mét là. Giờ trung bình của 2 ngày thì mình lấy số mét của 2 ngày chia 2. Ngày thứ nhất là 1.500 m, ngày thứ hai là 2.000 m. Giờ cộng lại chia 2 bằng. Giờ hãy sẽ tính nhắc như này. Giờ 1.500 cộng 2.000, 1.000 cộng 2.000 3.000, như vậy 3.500 chia 2. Giờ như vậy là thầy sẽ đặt tính giờ tính 3.500 chia 2. Giờ 3.500 chia 2 mình sẽ đặt tính giờ tính. Giờ trước hết lấy 3 chia 2 được 1, quyết số 1. 1 nhân 2 là 2, 3 trừ 2 còn 1. À, số 5 xuống được 15. 15 chia 2 được 7. 7 nhân 2 là 14, 15 trừ 14 còn 1. Quyết số 1. Hạ số 0 xuống được 10, 10 chia 2 được 5. 5 nhân 2 là 10, 10 trừ 10 bằng 0. Hạ số 0 xuống 0 chia 2 thì bằng 0. Kết quả là 1.750. 1.750 mét. Như đáp sớm sẽ là 1.750. Như là mình xong câu số 3. Câu số 3 kèm phiếu bài. Cứ xong khích video hãy kèm phiếu bài. Tiếp theo mình sẽ làm câu số 4. Phan vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Mai có 2 ngăn để sách. Ngăn trên có 15 quyển sách. Biết rằng trung bình mỗi ngăn có 20 quyển sách. Hỏi ngăn dưới có bao nhiêu quyển sách. Tại sao tính nháp như này. Như vậy ở đây mình có là trung bình mỗi ngăn có 20 quyển sách mà có 2 ngăn như vậy. Thì mình sẽ tính tổng số quyển sách của 2 ngăn trước. Tổng số quyển sách của 2 ngăn là. Giờ mình sẽ lấy chung, mình nhớ là trung bình cộng của hai số,
9 là tổng chia 2. Người ta cho trung bình, mình muốn tìm tổng thì các em lấy số này nhân 2. 20 nhân 2 sẽ bằng 40. 40 quyển sách. Giờ có tổng, có ngăn trên thì mình sẽ tính được ngăn dưới. Nhưng mà sẽ tính số quyển sách của ngăn dưới. Đúng. Thì mình sẽ lấy tổng là 40 trừ cho ngang trên là 15 quyển. Đúng. Giờ mình sẽ tính nhẩm chỗ này, mình sẽ lấy hàng đơn vị trừ hàng đơn vị. 0 trừ 5 không được, mình sẽ lấy 10 trừ 5 được 5, viết 5 nhân 1. 1 này khi 1 nhất là 2, 4 trừ 2 được 2. Kết quả là 25 quyển. Như là 25 quyển sách chính là đáp án C, như kiểu vậy là câu số 4 mình sẽ chọn đáp án C. Như là mình xong câu số 4 nha. Dạ, như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em khá giảng và hiểu bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và nào chưa đăng ký kênh Thầy Liêm, các em xem bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Thầy Liêm. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.